Xin chào các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm món sườn nướng. Đây, sườn cà tảng. Hôm nay mình sẽ nướng nguyên cái tảng sườn này luôn. Bây giờ mình sẽ cắt ra rồi rửa sạch. Sườn bên này rất là tươi và ngon. Bây giờ mình sẽ chấm khô rồi phết sốt của mình đã pha vào. Nhìn thì màu giống BBQ nhưng mà sốt theo công thức của mình làm nhé. Thực ra thì nhiều lần mình đã nướng bằng cái sốt mua sẵn BBQ ấy. Nhưng mà mình thấy là nó không hợp với mình. Mình pha sốt theo ý mình. Mình hay pha kiểu như thế này. Đây, cho 4-5 củ hành tím nhỏ cộng 4-5 củ sả đập dập ra. Sả mình vừa mới nhổ xong đây, sả tươi nhá. Đấy, hành tím củ 5-6 củ gì đấy. Ai mà thích ăn thêm hành tây thì cắt nửa củ hành tây cho thêm vào. Đó. Mình sẽ cho 5 thìa canh mật ong, 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh xì dầu và 4 thìa dầu ăn, 1 thìa canh bột tỏi cộng với 2 thìa cái sốt này này. Đấy, sốt cái này cũng hơi mặn mặn này, cho 2 thìa canh đầy. Đó, bắt đầu trộn lên. Thường thì mình hay làm cái sốt này mình để sẵn ở tủ lạnh ấy, nó ngấm nó thơm lắm. Ai mà không có mật ong thì cho bằng đường cũng được. Nhưng mà nhà mình thì thích nướng với cả mật ong. Nếu mà ai thích ăn dầu mè thì cho thêm 1 thìa canh dầu mè nữa. Quậy đều tất cả các gia vị. Rồi đổ vào cái lọ này. Rồi quậy lên. Đây, bột tỏi đây. Đó. Nếu mà ai mà không ăn được mặn ấy thì mình sẽ giảm bớt cái lượng nước mắm với cả xì dầu xuống. Còn nhà mình thì như thế này là mình thấy vừa rồi. Kết. Đây, mình đã ướp xong và mình gói vào, mình cho vào tủ lạnh. Sốt thì mình bao giờ mình cũng làm dư ra ấy. Nếu mà mình thừa mình lại để vào trong lọ và cất vào tủ lạnh ấy. Đây, sườn của mình đã ướp được mấy tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ mình đem đi nướng. Cái miếng này ra. Ok. Cái này là mình cho thêm. Ok. 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 Sườn mình đã bật bếp sẵn rồi ấy. Mình nướng ở nhiệt độ là 370 độ F nhé. Trong vòng là 30 phút. Okay. Good.
hết 30 phút rồi, mình đem ra mình dở ra mình xem. Thực ra sườn mình chọc mình đã thấy sườn chín rồi ấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đem sốt để mình vết lần thứ hai. Đây, sườn nhìn ngon không? Sườn màu đẹp, bóng ơi là bóng, mềm. Thơm ơi là thơm. Cậu bóng tay, được. Ok. Beautiful. Ok. Bây giờ mang sườn ra rồi lấy sốt vết lần thứ hai. Rồi lại gói lại. Cho vào lò nướng thêm 10 phút. Ngon quá. Ok. Còn đang bốc hơi này. Nóng quá. Ok. Oh. Yes. Lần thứ hai mà ai muốn ăn già hơn ý, công mỹ mãn có thể bật lên khoảng 390 hoặc 400 độ F, nướng trong vòng khoảng 5-6 phút thôi. Ok. Ngon quá. Oh. Ngon không? Oh. Wow, tuyệt vời luôn. Sườn đậm đà, mềm ơi là mềm luôn, ngọt. Ui, nóng quá. Đậm đà. Sốt của Hàn Quốc nhưng mà mình về mình phải pha thêm là mới vừa vặn ấy. Đây, sườn chín ngon quá rồi. Trời ơi, mình mở ra nó nóng. Ơi là nóng luôn, mình mở ra cho các bạn xem ấy. Chờ khi nào mình ăn là mình... Nóng quá. Ok. Khi mà phết sốt lần thứ hai ấy, thì mình sẽ cho thêm 2 thìa sốt nữa. Khi nướng thì nước của sườn ấy nó sẽ ra cái nước ngọt rồi nó hòa quyện với cái sốt của mình ấy. Ok. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem sườn nướng như thế nào. Vâng, mình tách ra này. Ôi, nhưng mà nóng quá. Bạn nhìn xem, miếng sườn mình cắt ra đây từ nãy giờ mà vẫn còn đang bốc hơi. Nóng ấy là nóng luôn. Mềm lắm. Mình phải đi tìm cái dĩa với cả con dao để cắt cho nóng quá. Định cầm tay ăn trông cho nó ngầu nhưng mà nóng quá. Khi nướng xong ấy thì cái nước sốt đó mình đổ ra bát, rồi khi mà mình ăn ấy mình dưới lên sườn hoặc là làm nước sốt để chấm luôn, cực kỳ ngon. Sườn nướng cả tảng với cái sốt này ấy rất là mềm và vừa đậm đà, màu sắc lại đẹp, ngon lắm.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy thích video thì nhấn like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.